thì mình đã chuẩn bị một cái bô vít, bình vít khoan và chai nước. Chai nước. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đục lỗ vào cổ chai nhé. Nhưng mà mình phải khoan bao nhiêu lỗ mà? Bây giờ mình đi khoan nhé. Mọi người nhắc nhá. Bố sẽ khoan nó một lỗ vào đây nhé. Cho con hỏi là mình sẽ đục đến bao nhiêu lỗ vậy? Mình sẽ đục rất là nhiều lỗ nha mọi người nha. Đấy, một lỗ rồi. Tiếp tục dưới nhất, dưới nhất. Đấy, chỉ cần một cái đinh vít như vậy là cái ô vít thì chúng ta có thể qua được lỗ nha mọi người nha. Nếu không thì mọi người có thể làm móng kênh nhé. Sau đó là chúng ta sẽ đâm xiên vào bục vào cái chai này được nhé mọi người nhé. Mình được 3 lỗ rồi nhé. Tiếp tục, quay nào, giữ nha. 4 lỗ. Bố sẽ đưa mày quay từ hướng này để mọi người biết mình được như thế nào. Thì chắc nào? Sau là được 5 cái lỗ rồi. Mỗi lỗ sẽ cách nhau một khoảng nha mọi người nha. Mình sẽ đếm sơ bộ những cái lỗ ở đây nhé. Đúng, mình sẽ được bao nhiêu lỗ. Mình sẽ đếm từ cái bát này nha. Có cái bát này thì mình quay lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lỗ nha mọi người ơi. Trên cổ trai mình đã cố định được 13 lỗ. Rồi bây giờ đến công đoạn mình đi lấy nước vào nha. Mình sẽ phải cho vào đây nhá. Đây nhá, phải đây nhá, đấy chưa? Quá lại. Rồi bật, đừng để chai nghiêng nhá. Bắt đầu. Một, hai, ba, quay nè. Rồi là kìm nè, kéo, băng dính. Đây một cây kìm dạng. Cây này nhá. Mình sẽ làm với cái chai nhỏ hơn nhé. Bạn gấu ok ha? Dạ. Con nghĩ là này sẽ được đấy. Lần này hy vọng là sẽ thành công. Nhưng mà chẳng sẽ chỉ cần một cây thôi đã làm xong hết rồi. Nhưng con nghĩ chỗ nhỏ như thế chắc chắn sẽ mất nhiều tay hết để làm. Và còn được nhiều lỗ nữa bố ơi. Thế nào mọi người, lần trước thì mình đã luôn cái ôi cái vít để làm cho nó to thế này. Nó không thành công mọi người ạ. Nó có được nhưng mà không đẹp nữa mọi người. Giờ sao mà bao hồi nãy mình đã chờ vào lớp TikTok khoảng 180 phút mình đã thấy rồi. Giờ toàn mùi cháy ở cái chai này không đấy. Đúng rồi, thầm lớp kia rồi. Nhưng mà dính được cũng kia hết. Để sao bơ cơ mau lại sợi chuột. Chính gãy mất kia này. Mọi người thấy là có một hàng đúng không? Đấy, cậu xem có rất là nhiều lỗ đúng không? Đã được đục nhỏ li ti ở trên cổ chai ha. Đây là thành quả của mình nhá mọi người. Giờ mình thử chuyển vân ạ. Con ơi.